chuyền.
The Line vừa
Muốn thắng vô đôi mắt của Coco. Real Madrid lại tiếp tục nới rộng khoảng cách. Một bàn thắng nữa và chiến thắng gần hơn bao giờ hết. Vâng, đó là một gia vị đặc biệt cho chiến thắng tuyệt vời ngày hôm nay. Tốt lắm, tôi không chắc là anh ta có chủ ý đó. Nhưng bóng vẫn len lỏi qua tất cả. Không ai có thể chặn được cú sút đó. Một cú xoa bóng. Đá phạt cho Real Madrid. Sander Berger. Marcus Coco. Gaston Campi. Đó nên là một cơ hội. Nhưng quả bóng đã đi ra ngoài. Timor. Oscar Treco. Họ có khoảng trống ở cánh. Đây là cơ hội để họ tấn công. Alex Moreno. Trong vòng cấm. Bắt bóng.
Matthijs de Ligt, Sander Berger. Có cơ hội. Vâng, họ đã có thể không.